cho mình thương nhớ nhau. Lâu lắm mới gặp lại mình ha. Chào đại ca. Kính thưa quý vị, tôi biết Quang Minh hồi hình như năm 99, năm 2000 vậy. Tôi có một cái dịp đến cái phòng trà ở Hát thì tôi bắt gặp được Quang Minh. Tôi ngồi dưới này, tôi nghe anh hát mà tôi cứ chắc lưỡi rồi nói mình hay quá, giọng ca đẹp quá. Quý vị thấy cái cá tính của Quang Minh đó ha. Khi mà anh hát như thế, cái phong cách của anh, cái tính của anh cũng y hệt vậy à. Rất là lãng tử, bất cần đời, không có gì quan trọng đối với Quang Minh hết. Giọng ca quá đẹp. Anh là một trong những khán giả ngưỡng mộ em. Em biết, em cũng ngưỡng mộ anh. Cảm ơn chị. Là Quang Minh chọn một bài hát Bây giờ tháng mấy của nhạc sĩ Từ Công Phụng. Và lúc đó nhạc sĩ Từ Công Phụng viết trong cái tờ giấy học trò đó, có đưa cho cô. Cho nên khi mà Quang Minh chọn bài hát này, làm như cô quay cả một ký ức trở về Đà Lạt. Và cô đã hát theo. Cảm ơn Quang Minh một cái giọng ca mà rất là tiếc. Tới giờ này đáng lý là cái giọng ca Quang Minh phải tung bay khắp vòng trời ca nhạc. Cảm ơn cô. Quang Minh thì cũng là một bạn đồng nghiệp của Trúc Loan, đúng không? Còn với cô ca chung với Thanh Niên quá lâu, đúng không? Dạ, vâng. Cái thời điểm đó thì mọi người là chọc ghẹo thấy Quang Minh có giọng ca o mèo. Con người Bắc chứ con không biết cái chữ o mèo, người Nam đó là để làm cho phụ nữ say đắm giọng ca con đó, đào gọi đó là anh. Giọng ca o mèo á, biết không? Là o con mèo á, đi o mấy cái con mèo á, đi o bế mấy con mèo đó. Nhưng mà bỗng nhiên một thời gian lâu cô nghe con không đi hát nữa, thật sự cô rất là buồn, tiếc cho cái tài năng của con. Thành ra bây giờ thật sự là cô nghe con đi hát lại đó, cô hy vọng là con phải đem cái giọng hát o mèo của con lại để cho khán giả thấy Quang Minh o mèo kiểu gì. Tiếp theo đây nha. Chiều nay mình lang thang trên phố dài, không có em, ai chung bước dỗi nhau giận hờn. Không có em, đường xưa giăng mắc mây trôi. Chiều nào hai đứa chung đôi, lặng nhìn mùa thu lá rơi. Rồi mai tình lên khơi như sóng gào. Không có em cho phố vắng dấu chân hẹn hò. Không có em mùa thu thôi lá vương bay. Mùa đông muốn ra qua đây, vòng tay ấy ôi sao lẻ loi. Không có em đời mình sao vắng vui, cuộc tình như lá thu mộng mơ cơn mê chiều. Không có em đôi mắt buồn nào đợi chờ, xin cho nhau lời vỗ về sao đành quên đi ngày tháng đó. Không có em ngày dài ta với ta một mình, ôi trong qua tuổi hoang trôi vai gầy.
mơ. Xin nhớ lần mình hẹn hò, xin cho nhau một lời rồi, xin tình yêu anh lên ngôi. Rồi mai mình em tôi trên phố người, sao mắt nhưng không nuối tiếc, khát khao đợi chờ. Không có em còn ai thương lá thu bay, còn ai vương vấn cơn say, đời gian dối cô đơn mình ta. Không có em còn ai thương lá thu bay, còn ai vương vấn cơn say, đời gian dối cô đơn mình ta. Quang Minh ơi, chị muốn nói với em là một giọng hát quý, và chị ước mong rằng em mang cái tiếng hát, cái giọng hát quý của em tiếp tục bay xa. Cô Loan thấy là Quang Minh thì hiện cái bài hát này có một chút bối rối, thì cái điều này cũng không có làm cho cô Loan ngạc nhiên đâu, bởi vì con bỏ quá lâu, thành ra khi con hát lại, cô Loan thấy con có một chút lúng túng. Thì cũng giống như cô Loan vậy đó. Lâu lâu cô Loan về Mỹ bỏ một thời gian, chỉ có mới 5-6 tháng thôi, thì cô Loan trở lại sân khấu thì cũng có cái lúng túng giống như con, cũng không có khác đâu. Nhưng mà cô Loan muốn nhắc con một chút, để con duy trì cái giọng hát của con mãi mãi hay như ngày xưa, đừng để nó tuột nghe con. Cô Loan chúc mừng con. Cách đây khoảng 8 năm thì vậy, Vinh cũng là một cái fan ở phòng trà tới muốn được nghe giọng hát của anh Quang Minh. Phải nói lúc ấy cô Thanh Tuyền nói anh có một cái giọng hát rất là quý. Nói thì hơi ấy một chút, tìm một cái giọng ca chuẩn man ở cái dòng nhạc trữ tình mà lãng tử như vậy hơi bị hiếp. Đặc biệt đó là anh có cái cách nhả chữ không đụng hàng. Người đã quan sát rất là nhiều ca sĩ hát cái dòng nhạc này rồi, thường là người ta phải mít có một chút xíu ở cái đuôi, thì anh không cần cố vút, anh lãng nó qua một chút thôi đã thấy nó đẹp rồi. Nhưng mà người ta vẫn thấy cái âm nó còn vọng lại, chứng tỏ là cái giọng của anh nó phải có lực,
làm điều đó không phải dễ. Làm điều đó không phải dễ. Vinh có thể nói như vậy. Anh đúng là anh. Không ai lẫn vào đâu ạ. Tuần trước á, khi mà nghe anh hát Bây giờ tháng mấy, Vinh đã nghiền rồi. Nhưng mà ở cái phần này thì hôm nay Vinh ngồi gần nhất có thể thì thấy anh nhắm mắt nhiều quá. Có hai cách xảy ra. Một là anh quá tập trung vào cái bài hát để anh nghiền ngẫm nó. Hai là anh phải nhớ lời. Nếu không phải là nhớ lời thì tôi thực sự là khuyên một người ca sĩ đôi mắt nó cũng là một cái cửa sổ rất là đẹp để thông điệp. Những lúc nào mình cần nhắm để cho nghiền ngẫm cái câu đó, nhưng mà lúc nào mình cần mở ra để cái tầm mắt mình á. Ở cái không gian vòng trà thì đôi khi cái sân khấu nó gần với thôi thì người ta có thể cảm, nhưng mà với cái sân khấu truyền hình rộng á, với máy quay quen nhiều á, thì tôi khuyên anh có cái tầm mắt hướng lên một chút xíu, và như thế cái mặt mình nó sẽ đẹp và nó sáng hơn. Thật ra có cái phần thì hơi bị đong đưa một chút, nhưng mà cái trở lại vẫn rất thích cái câu cuối cùng: đời gian dối cô đơn mình ta. Đời gian dối cô đơn mình ta. Anh trải câu đó gần như là gỡ lại 90% ở cái phần cái bài hát này để cho cái thả. Và hình như là cái lúc đó Vinh có để ý anh, thì khi anh nhắm lại, đúng là sự cô đơn nó đang xâm chiếm anh. Chúc mừng anh. Cho em hỏi anh Quang Minh là cuối cùng thì để trả lời câu hỏi của anh Vinh, thì là anh nghiền ngẫm cảm xúc của bài hát hay là anh cố nhớ lời? Tổng thể câu của anh nói thì nó cả hai trường hợp, vừa nghiền ngẫm vừa muốn nhớ lời. Mới cả cái câu cuối là cô đơn thật, phải công nhận cô đơn. Nhưng thật, mà, đang cô đơn. Nhưng mà khi mà nghe anh phê bình Quang Minh, tôi cảm thấy tôi bị đụng chạm. Bởi vì tôi hát tôi cũng hay nhắm mắt vậy. Dạ. Không biết Quang Minh có đồng ý với cô Tuyền không? Tại vì khi mình nhắm mắt á, làm như mình để hết cả cái trái tim của mình nuốt từng cái lời ca, lời nhạc để nó thấm vô trong máu mình thì hát nó mới đã. Nhưng mà chắc con nghĩ cũng không phải nhắm 100% không, chị hả? Không, nhắm 100% là chết liền đó. Nhắm mắt tôi. Có đồng ý không? Đó. Dạ vâng. Cháu cũng nghĩ là khó lắm, khó bỏ lắm. Khó bỏ. Cháu sẽ nhắm mắt. Anh có khuyên em đến 1000 lần em vẫn nhắm mắt. Cái này anh không có cách gì thay đổi được con mình hết. Thật ra thì Vinh làm cái người đạo diễn điện ảnh với truyền hình thì Vinh hay focus vào cái cận á, nhưng mà thật ra đến đây thì giọng hát hay đã là chinh phục rồi. Với cái dáng đẹp của anh, cái sự lãng tử, thì nếu mà cộng thêm cái đôi mắt nó đưa đẩy một chút xíu nữa. Thế thì của em hết không được anh ơi. Là những người khác nữa anh ạ. Cậu nên tham một chút. Với ông Minh thì giờ đây là giây phút, tham là không dư. Như vậy mai mốt cô cháu mình để ý khi mình hát, mình nhớ phải cần đôi mắt đẹp. Thỉnh thoảng mình phải mở ra. Thỉnh thoảng, chính xác là thỉnh thoảng. Thỉnh thoảng. Vâng. Vâng, đó cũng chính là ý nghĩa của tình Blur. Thưa quý vị, khi đưa một nghệ sĩ từ sân khấu phòng trà lên đến sân khấu của truyền hình để tồn giữ lại nét đẹp của dòng tân nhạc, thì điều bắt buộc mà người nghệ sĩ phải đi qua đó là những thách thức của thị trường giải trí mới, để họ không những là giọng hát hay mà là những nghệ sĩ giải trí còn làm đẹp mắt quý vị khán giả. Xin chân thành cảm ơn quý ban giám khảo. Cũng thế.
em ơi đến bao giờ lòng mới quên được người xưa ơi em, phải chi em đừng có chồng và anh không của riêng ai, thì ngày nay duyên đôi mình không âm thầm, không xa cách, không đau thương, và em không than thở, lệ em không chan hòa những khi mình đến tìm nhau. Tiếc thương cũng rồi, đành thôi ván đóng thuyền. Còn đâu, ôi còn đâu ước mơ gì cũng thế. Em ơi đến bao giờ lòng mới quên được người xưa ơi em. Cách không đau thương, và em không than thở, lệ em không chan hòa những khi mình đến tìm nhau. Tiếc thương cũng rồi, đành ván đông thuyền. Còn đâu ước mơ gì cũng thế. Nhưng những lời yêu rồi, em ơi đến bao giờ lòng mới quên được người xưa. Khi mà Quang Minh cất lên cái giọng ca, cái câu mà phải chi em đừng có chồng, ở dưới này Thanh Hằng cũng nghĩ rằng phải chi em đừng có chồng để cho được người tương tư, được tương tư mình. Thì nói nôm na là ổng mở miệng cái chị em mình muốn xé hôn thú luôn. Xé. Đúng vậy đó. Nhưng mà thật sự là Quang Minh đã thể hiện cái bài ca này, nói hết tất cả cái tấm lòng của mình trong thời gian mà đã tương tư của ca sĩ đó. Thì bây giờ còn hay không? Còn chị tương tư đến hết đời luôn chị. Đúng vậy đó. Chắc vậy. Trời ơi, ước chi mà mình phải có người tương tư mình vậy ha. Xin chúc mừng Quang Minh rất là nhiều. Ca rất là tốt, rất là đẹp. Cảm ơn chị. Cô thiệt là ngạc nhiên, con gan ghê luôn ha. Con gan. Không biết hên nó con về sao, nó tánh mạng còn sao, cô không bảo đảm. Nhưng mà con đứng đây con khai hết trơn hết trọi. Nhưng mà Quang Minh, con có cái giọng ca o mèo. Cái giọng ca của con thiệt tình á là làm cho mấy cô thiếu nữ là dễ say đắm lắm. Cô Loan già rồi nên không dám xé ông thú của con. Nhưng mà con hát rất là
quá đã. Cô Loan nói vậy thôi. Chúc mừng con. Thanh Hà đã gặp Quang Minh vài lần mà không biết là Minh có còn nhớ hay không. Mười mấy năm về trước, lúc mà Minh còn cái tóc hình như là cái mốt thời đó hình như mới vừa cạo trọc hay là chán đời với cạo trọc hay sao đó. Thực sự mà nói, hồi nãy ngồi nghe Quang Minh hát, mình phải ngẩn ngơ. Bởi vì trước tiên á, bạn bây giờ không phải hát nữa, bạn đang kể chuyện. Bạn đang kể một câu chuyện tình của bạn, nhưng mà mượn lời lẽ của Mạc Thế Nhân. Trong đây cái câu mà Thanh Hà thích nhất luôn, Hà lúc đó đang nổi da gà nhé, là bạn đặt một câu hỏi: thế hỏi lòng có buồn không? Thế hỏi lòng có buồn không? Cái câu hỏi đó bạn đã chiếm trọn cả cái tình cảm mà ngày hôm nay Thanh Hà ngồi đây. Hà phải nói là cái tinh tế nhất của người nghệ sĩ là gì? Đọc và hiểu từng ý nghĩa của người viết để mà truyền đạt cái đó đến cho người nghe. Hoàng Hồ, bạn hát rất hay. And I love you. Cho chị hỏi thêm cái nữa là nghe nói là hay đập đầu đó, hay đập đầu vô tường như vậy rồi sao? Trời, cái đầu sao chịu nổi cái tường? Cái tường sao chịu nổi cái đầu chứ? Cái tường sao chịu nổi cái đầu? Được quen rồi chị ơi. Hả? Có tan vỡ, có hạnh phúc, có nhiều rồi. Yeah. Vì nhớ mới vậy mà mới kể chuyện hay như vậy đó chị, quá mới hát hay thôi. Đó chị. Kể chuyện hay quá à. Em nghĩ là nãy giờ là cái người được cái phần thưởng lớn nhất không phải là người đàn ông đứng kế bên em được nhận những cái lời khen, mà người phụ nữ được nhận câu nói rằng là sau hàng chục năm tôi vẫn tương tư. Không những chúc mừng ca sĩ Quang Minh và chúc mừng nàng thơ của anh. Xin cảm ơn quý ban giám khảo. Rồi mai tôi đưa em xa kỷ niệm, xin lời cuối không dối gian trong mắt em. Tình yêu cho thương đau nghe buồn thêm, gác vắng mưa gợi miền chăn chiếu. Còn đây không gian xưa quen gót lầy, bên hè phố cây lá thưa chim đã bay. Ngồi nghe yêu thương đi xa tận đây, giữa tiếng ru chìm vào cơn mê này. Chiều xưa em qua đây dù hồn nắng ngủ say, lời yêu chót đông đầy đón em thu mây bay, tiễn em xuân chưa phai. Sức ngày vàng còn gì đành đoạn rồi những lần chiều hẹn ước. Rồi mai chân hoang vu lên phố gầy, tôi về nhớ trong mắt môi đã đắng cay. Còn ai mơ trên tay khi hoàng hôn vỗ giấc xuân muộn về trên môi. Yêu chót đông đầy
chưa phai, xót ngày vàng còn gì, đành đoạn rồi những lần chiều hẹn ước. Rồi mai chân hoang vô lên phố về, tôi về nhớ trong mắt môi đã đắng cay. Còn ai mơ trên tay khi hoàng hôn vũ sức xuân buồn về trên môi hồng. Còn ai mơ trên tay khi hoàng vũ sức xuân buồn về trên môi hồng. Hà nghĩ là cái lợi thế của mình đó là mình có một cái chất giọng, khi cất chất giọng lên là nó cái âm sắc của nó là quá đẹp. Chất giọng này âm thanh nào cũng hay hết, không kén chọn âm thanh, cũng không có kén chọn cái microphone nữa, chỉ kén chọn cái gì biết không? Bài hát. Mình phải có một cái tinh tế mình chọn bài hát, vì khi một ca khúc mình chọn đúng nó sẽ quyết định cái cuộc chơi của mình. Hai bài hát tuần rồi và tuần này xuất sắc, Thanh Hà rất là thích. Anh là sao ta? Vào trong thanh nhã, ra ngoài hào hoa chính là anh. Vinh không biết là ở ngoài anh có ga lăng chiều chuộng phụ nữ không, nhưng mà nghe anh hát á, nó có cái âm thanh gì nó có hơi vút ve á, nó vút ve và cái chiều chuộng cái người tình của mình trong cái bài hát ghê gớm lắm. Đúng là cái giọng hát o mèo mà chị Tuyết Loan đã phong cho anh. Anh Vinh ơi, cho em nói một câu. Em nhờ anh nói cái hồi nãy là cái giọng hát của Minh nó có cái gì nó vút ve o mèo đấy. Em thấy trong cái giọng hát thì nó có một cái gì nó đều đều. Thật ra mà nói, ở trong cái làng giải trí hiện nay rất thiếu những giọng ca như anh. Là quý ông á, nó nồng say và bay bướm. Tặng cho anh hai cái từ nồng say và bay bướm. Anh thì dạo này nghe nói anh cũng hơi say, say thật cả hai nghĩa. Say tình rồi say men. Anh say nhân thế, say giọng hát dùm em thêm nữa, anh sẽ là cái người làm cho người ta say. Cảm ơn nam ca sĩ Quang Minh, cảm ơn quý ban giám khảo. Và nắng có phai trên cuộc tình yêu anh ngày nào. Ta đã yêu và ta đã mơ, mơ chẳng sao đưa đến bên người. Một lần gặp gỡ đã như quên thuở nào. Một lần gặp gỡ nhưng tình đã xa xưa. Mây có bay và em có hay, ta ngại ngùng yêu em lần đầu. Ta đã say, hồn ta ngất ngây, men yêu đương đã thấm cuộc đời. Một lần nào đó bước bên em, một lần nào đó ta vẫn chưa nói yêu người. Yêu anh như yêu tuổi ngây thơ. Bên em ta hát khúc mong chờ. Ngày nào người cho ta biết tình yêu đắm say.
lệ. Và hai ô yếm hát những lời thiết tha chiều mến. Ai đã nâng yêu đón đưa ngày tháng dài. Giờ đâu còn nữa, ngày vui đã hết, tình ta đã chết. Em chúc cho anh đời yên vui đắm say. Anh chúc cho em dù lòng nghe đắng cay. Một ngày nào đó nam ca sĩ Quang Minh và rất cảm ơn Thu Phương. Có lẽ là rất có giá trị cho cả hai con người này lúc này khi nói rằng em yêu anh như yêu tuổi ngây thơ. Cảm ơn Thu Phương. Một chương trình được mở đầu một bản nhạc thật là hoàn hảo. Sự trầm ấm, tiếng hát bariton này là những bước đường để cho Quang Minh còn tiến xa hơn nữa. Cảm ơn tiếng hát của ca sĩ Quang Minh. Nếu tôi đặt trên cương vị của ca sĩ Quang Minh, tôi không nhường Thu Phương. Bởi vì tiếng hát của Thu Phương đã là một tiếng hát của sự thành danh rồi. Tôi đứng về phía của ca sĩ Quang Minh. Chúng ta đang được xem một chương trình ca nhạc free. Trước tiên thì cho chị Y Lan khen là cái vẻ hình dáng bên ngoài trước cái đã. Bước ra sân khấu là thấy cả một cái bộ tuxedo đứng bên cạnh với Thu Phương. Đây là tất cả những hình ảnh mà đẹp và trang trọng vô cùng. Sự chọn lựa trong hai bài hát kết hợp với nhau lại là một sự tuyệt hảo thứ hai mà Y Lan xin khen cho phần song ca này. Rồi đến phần technique về kỹ thuật thì anh Vũ Khanh nói có phần đúng. Nhưng mà em không nghĩ rằng là Quang Minh đã nhường cho Thu Phương. Em không nghĩ như vậy anh Khanh ạ. Mà em nghĩ rằng là với cái giọng baritone của Quang Minh lúc nào cũng trầm và dày, để mà trở thành một cái bàn để cho nâng tiếng hát của Thu Phương ở một cái mức độ khác. Chỉ có một câu rất là ngắn mà Thu Phương hát một nửa bè, rồi nửa bè kia dành lại cho Quang Minh. Điều này không phải là dễ. Xin cảm ơn cho phần trình diễn vừa qua, để lại cho Y Lan rất nhiều hình ảnh kỷ niệm đối với tình yêu thương của hai anh em đối với nhau rất là đẹp. Xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn chị Y Lan. Cô Lan chúc mừng con là hội ngộ em gái của con tại trên cái sân khấu này. Một cái tiết mục rất là đáng ngưỡng mộ và khán giả không có dễ được thưởng thức một cái tiết mục hay như thế này đâu. Vâng, cảm ơn quý thành viên ban giám khảo. Cảm ơn và chúc mừng anh Minh. Lại nói về những khoảng thời gian nghỉ ngơi của một người nghệ sĩ, không phải là trong tuần mà đôi khi trong cuộc đời. Trong giới nghệ sĩ phòng trà, nó thường xuyên xảy ra một cái việc là đôi khi bỗng đột nhiên người ta thấy biến mất một giọng ca điêu luyện nào đó. Không ai hỏi và không ai tìm kiếm, và có lẽ chỉ trong đôi ba ngày người ta đã quên mất đã từng tồn tại một giọng ca như thế. Đôi khi đó chỉ là một sự đánh đổi. Người ta muốn dừng chân, người ta muốn êm đềm, người ta muốn có những cuộc hẹn bình thường, người ta muốn có một mái gia đình và buộc phải từ giã sân khấu để có được những điều bình thường đó.
Nhưng như cái phần số nghệ sĩ thường thì cũng sau đó khoảng vài tháng hay thậm chí vài năm thì cái người ca sĩ vắng bóng nó đột nhiên xuất hiện trở lại. Có những thứ tưởng như bình dị không bao giờ lấy lại được một khi người ta đã mang vào mình nghiệp mệnh của một nghệ sĩ. Cho đến khi tuổi về chiều, không còn xuất hiện nhiều ở các sân khấu phòng trà nữa, thì cái việc tạo dựng lại cho mình một mái gia đình cũng đã khó. Nên đôi khi chua chát khi nghe tiếng hát cất lên, ta nghiêng vai nghe lại cuộc đời, thì hãi hùng hoàng hôn chợt tới. Nghiêng tai nghe lại cuộc đời thì hãi hùng hoàng hôn chưa tới. Ta nghiêng vai soi lại tình người thì bóng chiều chìm xuống đôi môi đang mơn mê cho đời nở hoa. Chợt bàng hoàng đến kỳ chăn trối, đang nâng niu cuộc tình lộng lẫy, bỗng ngỡ ngàng vụt mất trong tay. Ta khổ đau một đời để chết trong tình cờ, ta tìm nhau một thời để mất nhau vài giờ. Bàn tay làm sao níu một thời vừa đi qua, bàn tay làm sao giữ một thời yêu thiết tha. Mang ơn em trao tình một lần là kỷ niệm dù không đầm ấm. Mang ơn em đau khổ thật đây là nắng vàng dù nhốt trong mây. Mang ơn trên cho cuộc đời ta vài vạn ngày gió cuồng mưa lũ, trong cơn đau một vầng nhang khói kéo ta về về cõi trong tình cờ. Ta tìm nhau một thời để mất nhau vài giờ. Bàn tay làm sao níu một thời vừa đi qua, bàn tay làm sao giữ một thời yêu thiết tha. Mang ơn em trao tình một lần là kỷ niệm dù không đầm ấm. Mang ơn em đau khổ thật đây là nắng vàng dù nhốt trong mây. Mang ơn trên cho cuộc đời ta vài vạn ngày gió cuồng mưa lũ, trong cơn đau một vầng nhang khói kéo ta về về cõi hư vô. Trong cơn đau một vầng nhang khói
kéo ta về. Về cõi. Xin cảm ơn và chúc mừng ca sĩ Quang Minh đã thực hiện xong tiết mục của mình. Và xin mời ý kiến nhận xét của nữ ca sĩ Lệ Thu. Mình biết là bài này chị đã thâu băng, chị đã hát. Nhưng mình vẫn làm trong cái xúc cảm trong tâm hồn chị sao động. Khổ đau một đời để chết trong tình cờ. Ta tìm nhau một thời để mất nhau vài giờ. Bàn tay làm sao níu một thời vừa đi qua. Bàn tay làm sao giữ một thời yêu thiết tha. Dẫn dắt được, truyền đạt được những cái lời hát của nhạc sĩ mà họ muốn gửi gắm. Đó là một cái sự thành công tuyệt vời. Vâng, thưa anh Elvis Phương, là một cái biệt danh của ca sĩ Quang Minh khi đến với chương trình mà do ca sĩ Tức Loan đặt đó là tiếng hát o mèo. Thì với vị trí của một tiền bối trong sự nghiệp ca hát và o mèo, thì anh đánh giá là chất lượng o mèo đến như thế này là đã được chưa ạ? Cái chuyện o mèo của Minh thì anh hoàn toàn không biết. Nhưng mà anh thấy qua cái nhân dáng của Minh, qua cái lối sống của Minh, thì anh thấy là đúng là một lãng tử. Không có để ý cái chuyện gì mà đặt thành cái gánh nặng cho Minh đó. Minh trình bày cái ca khúc này đó, thì chính anh cũng đang viết cái câu này nè: không còn nhận xét gì được nữa hết. Số 1. Cảm ơn em. Thật sự ra nãy Thúy Miêu hỏi anh Phương cái giọng hát o mèo như có đúng hay không, sức mấy anh Phương dám trả lời. Em hỏi lộn địa chỉ rồi. Em hỏi lộn địa chỉ rồi. Em quên cái chi tiết nằm ngoài khung hình là thưa. Bởi quý vị ngày... là quý phu nhân của nam nhân ca Elvis Phương đang có mặt. Đang ngồi đây. Thành ra em hỏi cái đó là thật. Cho nên ông đâu có dám nói. Ông cứ giả đò, ông khiêm tốn rồi. Ông lại còn ghi điểm là: ôi tôi mà đi hát xong là tôi về thẳng nhà. Tốt, tôi tốt. Thẳng nhà. Người đàn ông tốt độc nhất trên thế gian. Tôi xin nhắc lời một chút. Nhưng mà nếu mà sống như Phương đó thì sống làm gì ta? Kính thưa quý vị, đó là quan niệm của chị Lệ Thu thôi. Nhưng mà cũng đã có nhiều người từng gọi Phương là: sao anh không đi tu luôn cho rồi đi. Nhưng mà Phương sống ở trên đời này thì những cái chuyện mà buồn vui, tất cả lúc khổ, lúc cực, lúc sung sướng, lúc này lúc kia, mình cũng qua hết rồi. Và bây giờ mình nhìn đời lại với cặp mắt là Phương có được ngày hôm nay, có sống sót tới ngày hôm nay là nhờ bàn tay của một người vợ rất là thương chồng. Thành thử ra cho dù ai có nói cách gì nữa, Phương cũng chỉ cười thôi. Và Phương chỉ biết một người duy nhất, một cái chuyện vui duy nhất. Tất cả những nỗi vui, nỗi buồn của Phương đều là vợ Phương đang trước mặt thôi. Thế anh Minh thấy chưa, là giám khảo không những góp ý cho mình về nghề, lại còn chỉ cho mình biết là sống như thế nào. Đồng ý với anh Phương, cũng đâu có gái gú đâu, vẫn sống tốt mà, đâu có vấn đề gì đâu. Vâng, lại quay trở lại với ý kiến nhận xét của nữ ca sĩ Tức Loan ạ. Quang Minh, con cũng nên bắt chước anh Phương một chút xíu đi con. Nhưng mà cô nghĩ chắc cũng khó lắm. Không, nói chơi cho vui vậy thôi. Mình là mình. Con sống như thế nào, con cảm thấy con hạnh phúc, con vui là được rồi. Bởi vì mỗi một người nghệ sĩ có một cái tính cách khác nhau, không ai giống ai hết. Kiểu nào mà mình sống mà mình cảm thấy mình thoải mái nhưng không có tổn hại tới người khác, cái đó là rất là tốt. Cứ giữ vững như thế. Con cũng bớt ban đêm lang thang. Con với anh Phương cộng lại chia đôi. Very good. Chàng lãng tử rất là gallant, rất là đào hoa ở đây đã được mệnh danh là tiếng hát o mèo. O mèo có nghĩa là nịnh đầm đó thưa quý vị. Nhưng mà riêng về khoản nịnh đầm thì đêm nay anh đã có sư phụ phải không ạ anh Minh?
Thua rồi. Con thua xa rồi. Anh cúi đầu anh chào sư phụ một cái. Chào sư phụ, chào sư phụ đi. Nhưng mà con bữa nay hát rất là hay. Cho nên cảm ơn quý thành viên ban giám khảo. Cảm ơn và chúc mừng ca sĩ Quang Minh. Đường thương đau đầy ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người. Trong thói đời cười ra nước mắt, xưa trắng tay gọi tên bằng hiệu, giờ giàu sang quên kẻ tâm giao, còn gian dối cho nhau. Người yêu ta rồi cũng xa ta, nên chung thân ta giận cuộc đời. Đôi mắt nào từng đêm buốt giá, bên chiếu chăn tình xa nhịp thở. Tiền đổi thay khi rũ cơn mê, để Chúa xót trên lối về. Rượu trần ai gọi niềm cay đắng, những suy tư in đậm đường hằn. Còn ai đâu để vui khi chót ra vung lầy nhân thế. Có ưu tư buồn phiền lên ra môi. Người quên ta rồi cũng xa ta, nên chăn đêm thui thui một mình. Soi bóng đời bằng gương vỡ nát, nghe xót xa ngùi lên trong mắt. Đoạn buồn xa ta đã đi qua, ngày vui tới ta vẫn chờ. Trần ai gọi niềm cay đắng, những suy tư in đậm đường hằn. Còn ai đâu để vui khi chót xa vung lầy nhân thế. Có yêu tư muộn phiền lên xám môi. Người quên ta tình cũng quên ta, nên chăn đêm thui thui một mình. Soi bóng đời bằng gương vỡ nát, nghe xót xa ngùi lên trong mắt. Đoạn buồn xa ta đã đi qua, ngày vui tới ta vẫn chờ. Soi bóng đời bằng gương vỡ nát, nghe xót xa ngùi lên trong mắt. Đoạn buồn xa ta đã đi qua, ngày vui tới ôi còn xa. Quang Minh hát á, chị có cảm giác giống như một người bất cần đời hát. Chị hỏi thật em, những đêm mà em hát phòng trà em đi về đó, nó có một cái câu trong cái bài này là thui thủi một mình, em có cái tâm trạng đó không? Em thường xuyên chị. Thường xuyên? Nhiều năm. Em hát bài này rất hay.
nó lạ hơn những người mà chị đã nghe trước. Chị nghĩ là nếu mà anh Trúc Phương còn sống, có thể là ảnh đồng ý và thích với cái lối trình diễn khác của Quang Minh. Trong bài hát này, cái phong cách trình diễn, cái giọng hát của bạn làm cho tôi quên hẳn một Quang Minh mà tôi đã biết. Bởi vì tôi bị lôi vào cái bài hát. Và có thể nói là chưa bao giờ mà tôi nghe Quang Minh hát mà tôi lại sướng như thế. Bạn đã lột ra được cái hồn nằm sâu tận đáy của cái bài hát. Xin thành thật chúc mừng bạn. Cảm ơn chị. Khi mà con hát, ban giám khảo cả ba người ngồi đây đều liêm diêm mắt để thưởng thức cái giọng hát của con. Tuy là không phải sở trường của con, nhưng mà con hát bài này rất là hay. Và cô Loan rất là ngưỡng mộ cái luyến láy của con đó. Rất là ngọt ngào, rất là tuyệt vời. Cô Loan chúc mừng con. Vâng, thưa quý vị, có thể nói là đêm nay Quang Minh đã chọn cách để kể câu chuyện của mình. Dẫu có chua chát đến mấy đi chăng nữa, thì chúng ta tin rằng kể nó ra là nó đi qua. Năng lượng mới, năng lượng xanh và một ngày vui tới sẽ vẫn ngóng chờ ở cuối con đường. Xin chúc mừng Quang Minh. Đời chỉ đêm mà buồn, sao em mưa đêm gió oang thang. Còn gì đâu em khi thu lại về với lá rơi ly tàn. Còn gì đâu em lời thề trăm năm chỉ là dĩ vãng thôi. Nay tình đã vắng như vỡ kịch đời giữa bóng đêm buông màn. Còn gì đâu em người tình ra đi bay theo những bóng chim. Cho ta nhức nhối đau hơn một lần khi tan rã trái tim. Hạnh phúc đã heo khô giữa đôi tay như nụ hoa thời gian. Có nghe đêm này tường đã khóc hơn mưa ngàn. Thôi thì đành quên nhau như lá trôi đi mùa đông. Như nắng phai đi hình bóng cho chết đi khung trời mơ mộng. Thôi thì đành quên nhau cho tắt đi cùng đàn đớn đau. Sân khấu yêu đương một đời mang theo vạn câu gian dối. Chiều tím vây trên trời, người đã đi xa người. Ngày tháng yêu nhau chỉ còn lại trong ta bao nhiêu xót xa. Thôi ta cố quên đi, buồn nào rồi cũng phai mờ. Đường phố đêm xa buồn, thành phố quên lên đèn. Một thoáng đam mê trả lại để em mang đi những mũi tên. Ôi tình như mũi tên ngập sâu vào đáy tim. Cuộc đời chỉ đêm mà buồn, sao em mưa đêm gió oan thang. Còn gì đâu em khi thu lại về với lá rơi ly tàn. Còn gì đâu em lời thề trăm năm chỉ là dĩ vãng thôi. Nay tình đã vắng như vỡ kịch đời giữa bóng đêm buông màn. Còn gì đâu em người tình ra đi bay theo những bóng chim. Cho ta nhức nhối đau hơn một lần khi tan rã trái tim. Hạnh phúc đã heo khô giữa đôi tay như nụ hoa thời gian. Có nghe đêm này thương đã khóc hơn mưa ngàn. Như hồn ta mang vết thương đời, kiếp này thôi chót lỡ duyên rồi. Ngày tháng yêu nhau chỉ còn lại trong ta bao nhiêu xót xa. Thôi ta cố quên đi, buồn nào rồi cũng phai mờ. Ta nhìn ta cây lá xa mùa, quãng đời ta tăm tối ưu phiền. Một thoáng đam mê tràn lại để em
mang đi những mũi tên, ôi tình yêu mũi tên ngập sâu vào đây. Theo tôi được biết thì bài này là một bài tango kinh điển. Không một cái nightclub nào mà hồi đó còn nhảy đầm đó mà tối nào cũng phải chơi bài này, hầu như thế. Và bởi vì nó là một bài tango được chuyển sang bolero, thành ra nó không có chỗ để cho ca sĩ lấy hơi. Nó từ câu này đi sang câu đó, và cái điều này làm cho cái giọng hát của bạn đó nó không thích hợp. Và cái bài này bởi vì nó là nhạc không, nó không có lời. Thế thành ra khi mà nhạc sĩ Anh Bằng mà viết cái này thì đã để lại cho tôi nhiều cái dấu hỏi lớn. Khi mà nhất là cái đoạn mà đường phố đêm xa mù ta ra ta ra 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 ta, nó không, nó bị trống. Đường phố đêm xa mù, thành phố quên lên đèn, một thoáng đam mê trả lại đêm, mang như những mũi tên, ôi tình như mũi tên. Thế thì tôi có cảm tưởng như là người bạn mình quên lời, nhưng mà không phải. Tại vì lúc đó nó có một cái nhạc cụ, cái violon là nó thay thế, tức là nó hỏi và đáp giữa nhạc và lời, nhưng mà cái bản chính của nó chỉ có là nhạc không thôi, thành ra nó mới hợp lý. Hai vế nó cân bằng. Còn đằng này ông chỉ dịch một nửa rồi ông để cái kia trả lời, thế nha, mình cứ có cảm tưởng như cái gì nó thiếu thiếu. Nhưng mà bạn làm bài này tốt, chưa thật hay nhưng mà đã làm rất trọn vẹn. Xin cảm ơn. Khi mà Minh hát cái bài này, tự nhiên Họa My nghĩ tới một người nhạc sĩ, một người ca sĩ, cái ông mà chuyên môn hát rumba bolero rất là nổi tiếng và làm cho mọi trái tim của phụ nữ phải xe lại, đó là ông Julio Iglesias. Lần ông đầu tiên người đàn bà mê ông, tại vì ông hát quyến rũ nhưng mà ông còn đẹp trai quá. Dạ, mà em còn mê ông là vì con trai ông cũng đẹp trai quá. Vâng. Nhưng mà con trai ông á hát cái loại nhạc khác, mà ổng hát cái loại nhạc khác nhưng mà Họa My vẫn thích ổng hơn, đúng không? Julio Iglesias là một tiếng hát ru ngủ rất êm ái, trong khi tiếng hát o mèo đứng kế tôi đây thì là anh đã đưa lối gần như là hát thoại vào. Và đây là một bản mà tôi có thể nói là ca từ rất đặc thù dành cho nam giới. Cuộc đời chỉ đẹp mà buồn, sao em mới đến giống anh than. Ngay cả khi nói lên cái ca từ này cũng phải dùng giọng, cái giọng trầm tự sự của đàn ông. Thì với lối hát nói này, Quang Minh đã thoát ra được hai cái bóng, ba cái bóng rất lớn trong ấn tượng của bản nguyên tác El Shaklo, đó là Louis Armstrong, Julio Iglesias và danh ca Tuấn Ngọc. Nhưng mà tiếc rằng á, là cái bài hát này đó, thì như là anh Đức Phi nói đó, có những cái đoạn nó bị thiếu, bị trống, là nó kỳ lắm. Rồi... theo cấu tứ chuyển ngữ của nhạc sĩ Anh Bằng thì khi mà điệp khúc ở đoạn 1, đó là câu 1 được cất lên và câu 2 là nhạc cụ. Trong khi đến khi mà quay trở lại điệp khúc lần 2 thì ngược lại là câu 1 là nhạc cụ và câu 2 là vocal. Ừ. Thì đúng cái đó vậy. Là một cái cũng là một cuộc nghịch ngầm riêng của mà thật sự làm cho mình khó hiểu lắm. Đúng không? Mình khó cảm lắm. Và đó. Bài hát này không phải là theo cái công thức A, B, A, nhưng mà nó là A, xong rồi nhắc lại A, rồi lại B là cái đoạn thôi thì đành quên. Nó là cái cầu nó nối thôi. Nhưng mà thật sự đoạn B nó chỉ bắt đầu với cái đoạn chuyển từ thứ sang trưởng, chiều tím vây chân trời. Và theo một cái bài này thì tôi nghĩ đó là, nếu mà là tôi thì tôi phải tôn trọng, tôi không dám đặt lời cho cái bài này. Cô thì không đồng ý với anh Đức Huy, với chị Họa My. Đó, cái bài này nó thế này thế nào thế kia. Cô chỉ biết rằng là nghe nó mượt mà và nó hay và dễ chấp nhận, không có cái gì khó khăn khi mà thưởng thức cái bài này cả. Nó đơn giản, chẳng hạn như anh Đức Huy nói là thay vì một cái câu, hay chị Hoa My cũng nói là cái câu đó là phía sau đáng lý phải có một cái nhạc cụ nào đó để nó lót, thì đúng như vậy. Có cái khi mà con phối, con quên để ý cái đó cho nó đậm lên một chút, nó lớn lên một chút thì nó sẽ là tuyệt vời. Chỉ có một chút xíu cái chỗ đó thôi, đối với cô Loan chỉ có chệch choạc một chút xíu đó thôi, còn ngoài ra cái bản nhạc này con thể hiện tuyệt vời. Chúc mừng con. Cảm ơn quý ban giám khảo.
Chào mừng quý vị đã đến với Tình Bolero 2017, chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Công ty Truyền thông Khang tổ chức thực hiện. Thưa quý vị, vậy là thấm thoát kể từ tập 1 của Tình Bolero 2017 thì khi đó rất nhiều công chúng truyền hình còn xa lạ với khuôn mặt và cái tên của những nghệ sĩ thí sinh trong chương trình của chúng tôi. Vậy mà đêm nay đã là đêm chung kết xếp hạng, đêm cuối cùng, ắt hẳn quý vị đã trở nên quyến luyến và ưu ái với các nghệ sĩ thí sinh tham gia trong chương trình. Và tôi cầu chúc cho thịnh tình đó của quý vị sẽ ngày càng lớn mạnh và mặn nồng hơn dành cho các nghệ sĩ phòng trà đương đại, như là tình yêu mà quý vị rất nhiều thế hệ đã dành cho những bậc danh ca tiền bối mà đêm nay cũng có mặt trên bàn giám khảo của Tình Bolero 2017. Xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của giám khảo Elvis Phương. Tiếng hát nữ danh ca đã được mệnh danh là Nước mắt mùa thu, nữ giám khảo Lệ Thu. Năng lượng xanh của sân khấu văn nghệ vào cuối thập niên 80 và đầu thập niên 90, nam danh ca Ngọc Sơn. Xin chân thành cảm ơn quý thành viên ban giám khảo đã có mặt cùng với chúng tôi đêm nay đêm chung kết xếp hạng, và xin mời quý vị trở về vị trí ghế nóng trên bàn giám khảo. Kính thưa quý vị khán giả và thưa quý ban giám khảo, đêm chung kết xếp hạng của Tình Bolero 2017 sẽ được thực hiện thành hai phần. Ở phần đầu của chương trình, lần lượt các nghệ sĩ thí sinh sẽ thể hiện phần thi của mình qua thể thức đơn ca. Số điểm của hai giám khảo sẽ được công bố và số điểm của vị giám khảo thứ ba sẽ được giữ lại cho đến cuối chương trình. Ở phần thi thứ hai, top 4 của Tình Bolero 2017 sẽ được chia thành hai cặp đôi và họ sẽ thể hiện phần thi của mình dưới thể thức song ca, nhưng điểm số từ ban giám khảo sẽ được trao gửi cho các thí sinh độc lập cho từng nghệ sĩ thí sinh một, và tổng kết điểm của hai phần 1 và 2 sẽ cho ra được giải đáp ai là tân quán quân của Tình Bolero 2017. Và lụa là trên từng nốt nhạc, vâng, đó chính là những gì người ta có thể nói về tiếng hát của nữ ca sĩ Vi Thảo. Tình tứ, đó là tất cả những gì hào hoa, một chút xíu bất cần mà nữ giám khảo Tuyết Loan đã từng mệnh danh là tiếng hát o mèo. Vâng, nam ca sĩ Quang Minh đã trở thành tân thần tượng của rất nhiều nữ khán giả, và họ sẽ mang lời ca tiếng hát để cống hiến một lần cuối, không phải như trong một cuộc đua. Nhưng trước khi đến với phần thể hiện của họ, xin mời quý vị đến với những tâm sự bên ngoài ánh sáng sân khấu của nam ca sĩ Quang Minh và nữ ca sĩ Vi Thảo. Bước vào cuộc thi này thì mình cảm thấy các tính âm nhạc mình cũng thay đổi đi rất là nhiều. Vi Thảo cũng đã đưa vào rất là nhiều dòng nhạc mà trước đó trong thời gian đi hát phòng trà, Vi Thảo cũng đã từng hát rất là nhiều. Bố mẹ quan tâm cũng nói là con hát là cũng hay, cũng ok. Thì đương nhiên thì con hát thì bố mẹ khá hay, thế thì chuyện đương nhiên rồi. Mình cũng cảm nhận được đấy, nhưng khá đổi, thay đổi khá nhiều. Vẫn ưu tiên cho dòng nhạc Bolero, nhưng Vi Thảo có những ca khúc mà lần đầu tiên được Vi Thảo thử nghiệm trên sân khấu của Tình Bolero. Mặc dù mình có hát có loại nhạc nào, hay là mình có xuất thân từ đâu, hay là mình có ở nơi đâu, nhưng mà cái dòng nhạc Bolero thì nó vẫn cứ dính vào cái những cái máu mình rồi. Mình cảm giác như mình hát ra như mình hát với tâm hồn mình vậy. Vi Thảo nghĩ là rất ít ca sĩ phòng trà được có dịp để mà đứng trên một sân khấu được đầu tư rất là kỹ lưỡng, rất là đẹp, rất là hoành tráng để mà thỏa sức thể hiện những cái tài năng của mình. Thì đêm chung kết này thì mình chọn cho mình hai bài, một là bản Lá Thư Cuối Cùng, một bài hát mà con mình cực kỳ thích của sự, và một bản nữa là Linh Hồn Tượng Đá. Vi Thảo chọn một cái liên khúc gồm ba nhạc phẩm: Xin Thời Gian Qua Mau, Tâm Sự Với Anh và Nghẹn Ngào. Với hai ca khúc mà dự thi trong đêm chung kết thì con mình nghĩ là con mình không thay đổi gì, mà cũng chả thay đổi được gì cả. Thì hai cái bản khúc nó quá hay rồi. Nhạc Bolero
mà phối liên khúc với lại nhạc xưa thì nó rất là khó. Thứ nhất là về âm điệu, về tiết tấu và cái tông cũng rất là khó rồi. Nhưng mà qua cái liên khúc này, Vi Thảo cũng mong muốn Vi Thảo sẽ được quý vị ủng hộ rất là nhiều cho cái phần trình diễn này. Trái tim rung lên bồi hồi, mong gì
gặp lại lần thứ hai. Nghẹn nuối tiếc gào thét giữa buồn sóng khơi, nghe trái tim rung lên bồi hồi mong gì gặp lại lần thứ. Cảm ơn quý vị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhau mà chi, duyên không tròn lưu luyến càng thêm đau. Cảm ơn và chúc mừng nữ ca sĩ Vi Thảo và Quang Minh đã thực hiện xong phần thi của mình. Vâng, có lẽ là bây giờ vẫn còn hồi hộp và căng thẳng nên thỏa đáp ngay lập tức. Xin mời nhận xét của ban giám khảo về phần thể hiện của nữ ca sĩ Vi Thảo. Vâng, xin mời nam nhân ca Ngọc Sơn. Xin chào đại gia đình, chào Vi Thảo. Vi Thảo hôm nay khi kết thúc bài hát, tôi phải đứng lên rồi. Giọng Vi Thảo quá đẹp, âm bực rất là rộng, từ sòn rế rất là cao. Và có những bài ở giữa em treo những nốt đố rất là đẹp, ở giữa là pha thứ. Nhưng mà Vi Thảo ạ, một cái giọng hát trời cho, em có giọng hát rất tuyệt vời. Tất nhiên qua cái bolero này em sẽ tỏa sáng hơn nữa. Em là một viên ngọc được giấu trong lòng đất, mới khai sáng nhẹ nhẹ từ từ thôi. Qua cái đợt thi này sẽ mài sáng em thêm nữa. Chúc mừng em với liên khúc rất tuyệt vời. Với tôi sẽ không còn cái điểm nào cao hơn 10 để tặng cho em nữa. Wow, sự hào phóng mở hàng chắc chắn là sẽ rất mát tay cho các nghệ sĩ thí sinh của chúng ta đêm hôm nay. Và xin mời lời nhận xét của nam nhân ca Elvis Phương. Vi Thảo ơi, anh thấy là cái liên khúc này đó, nếu mà em để cái bài hát Nghẹn Ngào đầu tiên thì anh nghĩ rằng là nó sẽ có được nhiều cái cảm xúc hơn cho Vi Thảo. Và khi mà em hát qua đổi qua đến cái nhịp điệu bolero đó thì anh thấy nó sẽ sáng hơn nữa. Thì nhưng mà trong cái giọng hát của Vi Thảo ngày hôm nay có rất nhiều cảm xúc và người nghe sẽ họ được cảm nhận được những cái gì mà Vi Thảo muốn nói ra trong những bài hát mà Vi Thảo trình bày. Anh chỉ có một tiếc một điều là nếu mà ca khúc Nghẹn Ngào được hát trước thì có lẽ sẽ được hay hơn. Và hôm nay anh xin được gửi Vi Thảo số điểm là 975.
Tuyệt vời, nếu đó là 9.75 cùng với những lời khuyên mà chắc chắn là đối với các nghệ sĩ thí sinh của chúng tôi là những hành trang tuyệt vời trên bước đường sự nghiệp của họ. Xin chân thành cảm ơn. Và đến phần thể hiện của nam ca sĩ Quang Minh, người đã thuyết phục không biết bao nhiêu nữ khán thính giả, thì có lẽ là tiếng hát ấy cũng đã kịp làm mềm trái tim của người đàn bà được mệnh danh là nước mắt mùa thu. Xin mời nữ giám khảo Lệ Thu. Xin cảm ơn Thúy Miêu. Ca sĩ Quang Minh tôi nghe nhiều rồi. Ngay từ cái lúc ở chỗ phòng trà của ở chỗ đường Lê Duẩn. Và tôi rất thích. Hôm nay mình rất tự tin và hát không cần không có bị gò bó. Và tôi đã chấm điểm của Quang Minh là 9.75. Vâng, xin chân thành cảm ơn và xin được nghe lời nhận xét của nam nhân ca Elvis Phương về phần thể hiện của nam ca sĩ Quang Minh. Minh ơi, thật là một kết nối thật là hoàn hảo. Anh thấy càng ngày cái giọng hát của Minh đó, nó càng có nhiều cảm xúc. Và anh thấy khi mà vừa qua cái liên khúc mà Quang Minh thể hiện, thì Quang Minh đã hình như là cái con đường mà đi tới cái nhạc bolero đó, đối với Minh anh thấy nó ngắn quá, rất là ngắn, mà Quang Minh đã đoạt được như vậy thì quả tình là không còn chê vào đâu được nữa. Là Minh hãy tiếp tục để giữ cái vị trí của mình, cũng như là giữ cái giọng hát, giữ những cái gì mà mình đến với dòng nhạc bolero. Thì anh xin gửi cho Minh 9.75. Xin chân thành cảm ơn quý thành viên ban giám khảo, những số điểm hào phóng và những lời khen tặng chắc chắn là một năng lượng xanh mà các nghệ sĩ thí sinh của chúng tôi đang rất cần.